Phương Tây đồng ý để Ukraine đầu hàng theo điều kiện của Nga. Nga phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine tại Kharkov. Thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tố cáo cố vấn NATO tham gia chuẩn bị phá hoại ở Nga. Ông Trump hút thêm hàng triệu đô la Mỹ tài trợ sau khi bị tuyên có tội. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới. Nhưng vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những cập nhật nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Nhà báo người Cộng hòa Séc Adam Hayek mới đây cho biết, các nước phương Tây đang dần đồng ý với việc Ukraine đầu hàng và đàm phán hòa bình theo các điều kiện của Nga. Ông Adam Hayek lưu ý, nguyên thủ các nước chủ chốt Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ không đến dự hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ bàn cách giải quyết xung đột được tổ chức vào tháng 6. Các nhà lãnh đạo tiêu biểu nhất tham gia sự kiện này sẽ là Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà báo người Séc nói rằng, đối với người Ukraine, đây là một tín hiệu đáng báo động. Mục tiêu chính trong kế hoạch hòa bình của họ là ngăn chặn các đồng minh phương Tây lên tiếng về một lệnh ngừng bắn. Kiev lo ngại rằng điều này sẽ dẫn đến cái gọi là kịch bản Triều Tiên. Phương Tây trên thực tế công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các khu vực mới. Ông Adam Hayek nhận xét, đứng phát ngôn thận trọng về sự cần thiết phải đàm phán với Nga, chủ yếu nghe được từ phương Tây. Nói về việc giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao còn có các quan chức cấp cao như bộ trưởng quốc phòng Ý Guido Crosetto, tổng thống Séc Petr Pavel và ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nhà phân tích Ukraine Alena Kiemanchuk, tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có quan điểm tương tự. Ấn phẩm tóm tắt Phía các quốc gia được hướng dẫn bởi nguyên tắc hòa bình bằng mọi giá, không từ bỏ và bỏ qua thực tế rằng, trong điều kiện hiện tại, các cuộc đàm phán rất có thể sẽ giống như một cuộc thảo luận về các điều khoản đầu hàng của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng tiếp tục quá trình đàm phán về Ukraine, nhưng chưa biết họ sẽ đưa ra đề nghị gì. Như nguyên thủ quốc gia đã nhiều lần lưu ý, Kiev không nên lợi dụng giải pháp hòa bình để tạm dừng tái vũ trang. Đây phải là một cuộc đối thoại nghiêm túc về đảm bảo an ninh cho Nga, Tổng thống nói rõ. Kênh Mùa Xuân nước Nga đưa tin, cuộc tấn công của Nga gần Kharkov đã có bước phát triển mới khi nhóm miền Bắc của họ phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine tại Volchansk tiến vào khu dân cư. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Volchansk, nơi các đơn vị xung kích của Nga đã phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine tại khu dân cư cao tầng và bắt đầu tiến xa hơn. Nhìn chung, lực lượng Moscow đã tiến lên tới 450 mét theo hướng Volchansk. Theo hướng Listy, Ukraine đã cố gắng phản công với lực lượng lên tới hai trung đội, nhưng đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu. Thiệt hại của lực lượng Kiev trong 24 giờ qua bao gồm tới 250 tay súng. Ngoài ra còn có những vũ khí trang bị khác bị loại khỏi vòng chiến, gồm xe tăng, tên lửa phòng không, pháo tự hành, tổ hợp tác chiến điện tử, pháo cối các loại cùng phương tiện cơ giới. Tình hình của lực lượng Ukraine ở Volchansk đang trở nên ngày càng nguy cấp. Do tổn thất nặng nề, họ tiếp tục triển khai các đơn vị dự bị vốn được thiết kế để phản công. Các cuộc không kích và pháo binh có hệ thống của Nga và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 71 của Ukraine, cố thủ trong các tòa nhà trên phố Gogol và Lenin, đã mang lại kết quả, buộc họ phải rút lui sâu hơn vào khu dân cư. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại bí cho biết, lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 cuộc tấn công khắc cốp. Quân tiếp viện của Nga hiện đang ùn ùn kéo đến khiến Ukraine không khỏi lo lắng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, việc quân dự bị của Nga ùn ùn kéo về khu vực Kharkov cho thấy họ có thể đang cố gắng thu hút lực lượng Ukraine khỏi các khu vực quan trọng của chiến tuyến ở miền Đông và tạo ra một vùng đệm trên khu vực biên giới phía Bắc. Đây là những dấu hiệu chỉ ra Nga muốn bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công vào khu vực Kharkov các nhà phân tích lưu ý việc quân đội nga triển khai quân dự bị từ khu vực cho thấy nước này dường như có ý định khởi động giai đoạn thứ hai của chiến dịch tấn công sau khi chiếm được volchansker mặc dù các trận chiến theo vị trí hay những cuộc phản công của ukraine có thể buộc đối phương tiến hành một làn sóng tấn công tăng cường khác trong khu vực để hoàn thành nhiệm vụ Viện nghiên cứu chiến tranh tiếp tục nhận định, quân đội Nga có khả năng đang giữ lại nhiều lực lượng dự bị của nhóm miền Bắc, vốn được biên chế bởi các đơn vị của Tập đoàn Quân 11, Quân đoàn 44 cũng như Tập đoàn Quân Vũ Trang Tổng hợp số 6, tất cả đều thuộc quân khu Leningrad. Theo biểu biên chế đã được xác định, một khi tập hợp đầy đủ, nhóm quân này sẽ đạt tới sức mạnh cực đại với binh lực dự kiến là 50.000 đến 70.000 người. Theo không quân Ukraine, Quân đội Nga đã tấn công Kyiv bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và máy bay không người lái. Trước khi Popko quan chức quân sự Kyiv cho biết, tất cả các mục tiêu trên không đã bị đánh chặn khi tiếp cận thành phố, không có người bị thương, nhưng các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm hư hỏng cơ sở năng lượng và lưới điện, khoảng 10 khu dân cư và một cơ sở kinh doanh đã bị mất điện. Trong thông báo mới nhất, công ty năng lượng Ditech cho biết, điện đã được khôi phục ở hầu hết các tòa nhà bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Quân đội Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, 8 tên lửa ATACMS, 24 máy bay không người lái và một tên lửa chống radar ham. Theo bộ này, lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng đã tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 112 khu vực. Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy một lượng lớn thiết bị quân sự của Ukraine trong đó bao gồm 606 máy bay chiến đấu, 274 máy bay trực thăng, 24.794 máy bay không người lái, 524 hệ thống tên lửa phòng không, 16.201 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.324 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.957 pháo ra chiến và súng cối, cùng 22.112 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Su-27 là dòng tiêm kích phản lực do phòng thiết kế Sukhoi SDB thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất. Máy bay Su-27 được trang bị hai động cơ tuốc pin phản lực AL-31F, nhờ đó có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km. Lực lượng Nga dùng drone tấn công xuồng tự sát Ukraine, dấu hiệu về giai đoạn mới trong cuộc chiến không người lái trên biển giữa hai bên. Video đăng trên mạng xã hội hôm 30 tháng 5 cho thấy, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone FPV của Nga hạ độ cao, tăng tốc và lao vào mạn phải xuồng không người lái tự sát Magura V do Ukraine chế tạo. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh Nga sử dụng drone mang thuốc nổ tập kích xuồng tự sát Ukraine. Chưa rõ đây là video ghi lại một cuộc thử nghiệm hay tình huống chiến đấu thực tế do xuồng tự sát USV Ukraine gần như không di chuyển trên mặt biển. Tài khoản Tatico 13 trên Telegram cho biết, binh sĩ Nga có thể làm những thứ mà các huấn luyện viên nước ngoài của đối phương không thể học theo, dù tiêu tốn rất nhiều tiền. Điều này sẽ tiếp diễn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belusov mới đây cho biết, Hoạt động phá hoại và sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở Nga đang được chuẩn bị với sự tham gia của các cố vấn NATO. Phát biểu hôm thứ Sáu tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên CSTO diễn ra ở Amati, ông Belusov cho biết, với sự tham gia của các cố vấn và chuyên gia NATO, hoạt động phá hoại đang được chuẩn bị, vũ khí phương Tây đang được sử dụng để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và thường dân ở Nga. Ông Belousov cũng cảnh báo rằng NATO và EU khiến căng thẳng gia tăng giữa Armenia và Azerbaijan để gây khó khăn cho Liên bang Nga. Theo tân bộ trưởng quốc phòng Nga, các quốc gia riêng lẻ trong liên minh NATO đang tìm cách củng cố vị thế của mình ở vùng Caucasus, từ đó tiếp cận các nguồn tài nguyên của biển Caspi và trực tiếp đến Trung Á. Tình hình trở nên bất ổn và họ tài trợ cho các cuộc biểu tình ở Georgia, tìm kiếm các hành động chống Nga tích cực. Tờ Financial Times dẫn lời quan chức cấp cao NATO tiết lộ, xét về năng lực thực tế, hệ thống phòng thủ của NATO ở Đông Âu về cơ bản là không tồn tại. Các đồng minh châu Âu của NATO chỉ có một phần rất nhỏ khả năng phòng không mà các thành viên Đông Âu của khối này sẽ cần để ngăn chặn Nga nếu cuộc xung đột ủy nhiệm ở Ukraine mở rộng thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Đó là mối quan ngại của các quan chức quen thuộc với các tính toán nội bộ của Liên minh, theo trích dẫn của Financial Times. Các quan chức nói với tờ báo có trụ sở tại Anh rằng NATO hiện có dưới 5% khả năng cần thiết để bảo vệ cái gọi là sườn phía đông của mình trước Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện. Một nhà ngoại giao cấp cao dấu tên của NATO nói với Financial Times rằng khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không là một phần quan trọng trong kế hoạch bảo vệ Đông Âu khỏi bị tấn công. Và hiện tại chúng tôi gần như không có điều đó. Tờ báo dẫn lời một nhà ngoại giao khác của NATO thừa nhận, phòng không là một trong những lỗ hổng lớn nhất mà chúng tôi gặp phải. Chúng tôi không thể phủ nhận điều đó. Theo trang tin Straits News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sáng sớm hôm 31 tháng 5 đã đến Singapore và hội đàm trực tiếp với Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân vào buổi chiều. Cuộc họp bắt đầu lúc 12 giờ 50 phút theo giờ Singapore và kéo dài khoảng 1 giờ, mỗi bên gồm 10 quan chức. Hai bộ trưởng được cho là thảo luận các vấn đề căng thẳng như Đài Loan, Biển Đông cũng như tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc mở giữa quân đội hai nước. Cuộc họp là kết quả sau hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco hồi tháng 11 năm 2023, khi hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi quân sự cấp cao nhằm tránh những tính toán sai lầm. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân cho biết, Trung Quốc tin rằng liên lạc quân sự chiến lược cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc giúp ổn định quan hệ giữa quân đội hai nước. Trung Quốc duy trì thái độ cởi mở đối với vấn đề này. Trong khi đó, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Austin sẽ khẳng định lại quan điểm của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc, đồng thời cũng nêu những quan ngại của Washington đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Austin với Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và cũng là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước kể từ năm 2022. Hai quan chức này sẽ đều có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được tài trợ thêm hàng triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử sau khi ông bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội. Các nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa đồng loạt tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ ông Donald Trump và cam kết chi thêm hàng triệu đô la để hỗ trợ ông trong cuộc đua tới và Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Bộ thẩm đoàn gồm 12 thành viên ở New York ngày 30 tháng 5 đã kết luận ông Trump có 34 tội danh sau hai ngày thảo luận. Ông đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội. Bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump phạm tội làm giả tài liệu kinh doanh để che giấu những vi phạm luật bầu cử trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Phía ông Trump tuyên bố vô tội và gọi động thái này là một phiên tòa săn phù thủy chính trị được dàn dựng. Nhiều nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa đã coi đây là một cuộc đàn áp chính trị, lặp lại các cáo buộc trước đó của ông Trump rằng Đảng Dân Chủ đang cố gắng làm suy yếu ông trước cuộc bầu cử Tỷ phú Miriam Adelson và doanh nhân Robert Bigelow nằm trong số các nhà tài trợ lớn cam kết sẽ ủng hộ ông Trump thêm hàng triệu đô la Mỹ. Động thái này được xem là sẽ thúc đẩy làn sóng ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ông Bigelow, người đã tài trợ cho ông Trump 9 triệu đô la Mỹ, cho biết ông sẽ gửi thêm 5 triệu đô la Mỹ cho cựu Tổng thống Mỹ. Don Tapia, cựu đại sứ Mỹ tại Jamaica, trước đó cho biết ông và một nhóm nhỏ gia đình và bạn bè đã lên kế hoạch quyên góp khoảng 250.000 đô la Mỹ cho ông Trump. Sau khi ông Trump bị kết tội, ông Tapia nói rằng nhóm của ông đặt mục tiêu huy động con số lên 1 triệu đô la Mỹ. Dù đang vướng vào hàng loạt tranh cãi pháp lý, ông Trump vẫn có vị thế quan trọng trong Đảng Cộng hòa và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cử tri. Ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Iran, ông Ahmad Vahidi thông báo trên đài truyền hình nhà nước rằng Tehran đã bắt đầu cho phép đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 28 tháng 6. Sau thời gian đăng ký kéo dài 5 ngày, hội đồng giám hộ, cơ quan giám sát các cuộc bầu cử và luật pháp, sẽ xem xét kỹ các ứng viên tranh cử tổng thống. Hội đồng giám hộ sau đó sẽ công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện vào ngày 11 tháng 6. Ông Vahidi cho biết, quá trình kiểm tra sẽ kéo dài 7 ngày và sau đó các ứng viên đủ điều kiện sẽ có gần 2 tuần cho chiến dịch tranh cử những người được dự báo sẽ đăng ký trở thành ứng viên tranh cử tổng thống là ông Pavit fatah cựu thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran đồng thời là người đứng đầu một quỹ đầu tư và ông shahed jalili cựu trưởng phái đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân iran ngoài ra quyền tổng thống mohammad Mokhber và cựu chủ tịch quốc hội ali Larijani cũng có thể là những ứng viên đăng ký Bệnh viện Roosevelt tại thành phố Banska Bystrica ở miền Trung Slovakia ngày 31 tháng 5 thông báo, Thủ tướng Robert Fico được chuyển sang giai đoạn điều trị tại nhà sau khi được chuyển về thủ đô Bratislava vào đêm trước. Giám đốc bệnh viện Roosevelt xác nhận trên TV3 rằng sức khỏe của ông Fico đã đủ ổn định để tiếp tục quá trình điều trị tại nhà riêng. Đại diện bệnh viện cũng gửi lời chúc mừng Thủ tướng Fico sức khỏe và năng lượng tích cực trong quá trình hồi phục sẽ rất gian nan và kéo dài. Phó Thủ tướng Robert Kaliniak lo ngại quá trình hồi phục của ông Fiso vẫn cần nhiều thời gian, dù tình hình sức khỏe đã có những tiến triển đáng kể. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!